Ui, bộ đồ chơi này đẹp thế nhở. Lại còn có cả nhà này. Ui, còn có cả hoa nữa cơ. Ui, thế này ai mà trường là được là em nuôi ong thật đúng không? Bởi vì ong toàn mút mút mật hoa thôi. Em đâu có để cả hoa ở đây. Làm chị sao chị hại quá. Cái gì á? Em, bởi vì nhà em trồng hoa, một hũ hoa ở đây. À. Em bê vào để em dọa chị ít nè. Lại chưa, chị biết chị sợ rồi còn cứ chưa. Nhưng mà mi của chị thì... Đấy. Bạn nào bạn ấy cũng cười chết chết sao nhìn trông buồn cười quá. Mà sao mình gọi mama mãi mà vẫn chưa đến đây nhỉ? Xin nhan, đang làm gì đấy? Wow, trời ơi, em mới đi nuôi ong à? Chị hái lắm. Yêu ơi, nó có cắn không? Có cắn không? Không cắn đâu. Đúng là sự nhiên có khác thì còn sợ ong nữa. Mà sao con nào con đến nhà em nó cứ cười tết thế này. Nó thích chị à mà nó cười kinh á. Trứng mà đâu? Em sao mà cũng không, 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 chị sợ lắm, chị sợ lắm. À, chị lừa thế này, đây là ong sô-cô-la đấy. Ong sô-cô-la á? Sợ nó có cắn không? Trời ơi, ong sô-cô-la mà. Sợ lắm, chị không tin đâu. Chị sợ lắm. Mày có cắn không? Nếu nó cắn chị thì sao? Không cắn đâu. Hứa đi. Hứa. Đây có đúng là đồ chơi không? Đồ chơi. Mẹ mua cái gì? Được. Thề nhá. Thề. Nó mà cắn chị bắt đền nhá. Hả? Mà chị vẫn sợ lắm. Nếu không sợ thì thôi. Em sợ thử không nào? Đây là kẹo thật nhỉ? Thật đấy. Ồ, thì ra đây chỉ là cái kiểu ong này à? Đúng rồi. Ui này, thế nào đứa đấy cười chết chết đi. Thế mà làm chị cứ sợ, cứ tưởng là ong thật. Ui, bộ đồ chơi này đẹp thế nhở. Lại còn có cả nhà này. Ui, còn có cả hoa nữa cơ à. Ui, thế này ai mà tưởng là em nuôi ong thật đúng không? Bởi vì ong toàn mút mút mật hoa thôi. Em đâu có để cả hoa ở đây. Làm chị sao chị hại quá. Cái gì á? Em, bởi vì nhà em trồng hoa, một hũ hoa ở đây. À. Em bê vào để em dọa chị ít nè. Lại chưa, chị biết chị sợ rồi còn cứ chưa. Ui hay thế. Ôi công nhận ong này xinh thế nhỉ. Ờ, con thân của con gì á? Thân màu gì á? Thì cánh là màu đấy. Ờ đúng rồi, đây là con ong màu xanh đúng không? Đây là con ong màu xanh đúng không? Ô, thế đây là kẹo sô cô la có ăn được không? Ăn được. Chị thử được không? Được. Hay thì mình đã thử nữa. Cái này không được hả? Để xem. Wow, các em ơi, đúng là kẹo sô-cô-la thật đấy. Wow, đây chỉ là cái hình vỏ thôi, còn đây là cái kẹo sô-cô-la nè. Chúng ta ăn thử nhá. Ngon nhá. Cái đó phải làm cái gì không? Làm gì? Sô-cô-la. Không phải, là sô-cô-la trứng. À thế à, ngon thật nhỉ. Xuống đấy, lão nhá, vừa được chơi thì rất là hay nhá. Vừa được ăn này, vừa được chơi này, nhờ. Ngon quá. Ngon quá. Ăn thử cái này đi. Thôi, chào hỏi thôi. Ui, hình này cũng đẹp mà. Ăn xong mình lấy cái hình này chơi được ấy Thu nhờ. Đúng rồi. Con này mình dán lên đây. Đấy, đúng không? Có hình lại vẫn chơi được đúng không? Bởi vì các bạn ong này rất là xinh xắn mà. Đấy. Vừa ăn vừa chơi được. Sư, cho chị xin mấy con được không? Không cho. Chị chơi rồi, cái này không ăn được mà. Cho chị xin mấy con mang về. Thôi rồi. Cho hả? Cho chị mấy con? Hai chị em mình chơi với nhau bao nhiêu lâu rồi? Cho chị mấy con? Dễ nhất một xin, mỗi con một màu nhá. Chị xin ba con này thôi. Chị mang về chị cho em chị. Chú chưa bao giờ được ăn cái này mà chú bao giờ được nhìn thấy ghê không? Nhá. Thế chị về đây chào nhá. Dạ, em ý. Chị về nhà chị phải nấu cơm, không ăn mẹ mắng chết nhá. Về nhá, bye nhá, mai sang chơi tiếp nhá. Bye bye. Thấy chưa? Chị này kêu mình. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn.